Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là biểu tượng của bóng đá thủ đô. Và ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Thành Lương đơn giản là một biểu tượng cho sự thành công. Ở cái tuổi 32, Thành Lương vẫn miệt mài cày ải trên mọi đấu trường cùng câu lạc bộ. Phong độ ấn tượng của Lương Dị khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ngồi yên. Nhưng với Thành Lương, đội tuyển quốc gia có vẻ không còn phải là nơi phù hợp cho mình. À thì với em thì được thi đấu ở khoác áo đội tuyển quốc gia nó không chỉ vinh dự cho cá nhân em mà cho cả gia đình và bạn bè, những người thân của mình. Nhưng mà đối với một cầu thủ thì mình nên biết chúng lúc nào là điểm dừng và thời điểm nào là phù hợp cho bản thân và cho bóng đá. Thì em cũng đang cố gắng cái duy trì cái phong độ của mình, nhưng mà bây giờ cũng đến tuổi thì thể lực và sức khỏe cũng suy giảm và không thể đảm bảo trong một trận đấu 90 phút được. Và đối với các trận đấu quốc tế thì đòi hỏi rất là cao, nhưng mà khi được chơi bóng ở câu lạc bộ Hà Nội thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã điều chỉnh cho bản thân em rất là nhiều nên để em phát huy được cái nhiệm vụ của mình. Còn trên đội tuyển thì nó là một cái vấn đề hoàn toàn khác, nên bản thân em cũng suy nghĩ và cân nhắc. Thành Lương có vẻ như đã quá khiêm tốn, bởi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giờ cũng không khác đội tuyển quốc gia thu nhỏ với những ngôi sao sáng nhất, và cũng chưa bao giờ người ta thấy Thành Lương nhận xét hay dành những lời khen chê cho lứa đàn em tài năng. Nhưng mà bản thân em là một cầu thủ trẻ thì em cũng đã trải qua cũng như các bạn ấy bây giờ, để mà nhận xét về một cầu thủ trẻ thì theo em đó là việc không lên, vì các cầu thủ trẻ thường họ có cái tâm lý không ổn định, họ không giữ được cái sự thăng bằng, và đôi lúc nếu nhiều cầu thủ mà họ không có sự thăng bằng thì họ sẽ đánh mất chính mình. Em cũng may mắn khi mà lên đội 1 có được các anh dìu dắt và chỉ bảo rất là nhiều, và được thi đấu sớm nên mình tích lũy được một chút kinh nghiệm cho bản thân. Bởi thế mà tính kế thừa cũng là điều khiến cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tạo ra sự khác biệt với Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt trong sự phát triển của những tài năng trẻ. Bóng đá thì mỗi trận đấu và mỗi giải đấu nó hoàn toàn khác nhau và cái áp lực nó khác nhau, nhưng mà mình đã trải qua được cái đấy rồi thì mình truyền lại cái sự tự tin cho các em. Mỗi câu lạc bộ và mỗi đội bóng có cách làm khác nhau, và theo em thì nếu mà một đội bóng tốt thì có sự kế thừa và phát triển như thế thì nó sẽ có nhiều cái hướng và cái đích đến cho các cầu thủ. Hơn 16 năm theo đuổi sự nghiệp, Thành Lương đã có bộ sưu tập thành tích khá đồ sộ. Nhưng với anh, tất cả chỉ như ngày hôm qua. Với những trận bóng trên sân làng, với những bước đi đầu tiên dẫn anh đến con đường bóng đá chuyên nghiệp. Bản thân Lương cũng chưa từng nghĩ, nếu không có bóng đá, thì cuộc sống đã đưa anh đến đâu. Đối với những các cậu bé ở vùng nông thôn như em thì bóng đá nó rất là ý nghĩa, vì sau những giờ đi học hoặc là đi làm cùng phụ gia đình thì tất cả các thanh niên hoặc trẻ con ở quê thì đều quây quần bên sân bóng. Đấy là cái niềm vui duy nhất mà ngày xưa là có, nó khác hoàn toàn với bây giờ. Theo em thì cứ lúc nào rảnh, thường thì là buổi chiều sau các cái giờ tan học hoặc là các giờ đi làm phụ gia đình, thì anh em thanh niên ở trong làng thì có làm một cái sân bóng để mình ra chơi. Lúc nào rảnh là ra. Đối với một cầu thủ xuất thân từ nông thôn như bọn em thì mình thể khó để nói trước được tương lai, và nếu mà không đi theo bóng đá thì đến bản thân bây giờ cũng không biết là mình sẽ đi theo cái gì. Bóng đá nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố và nó là một môn chơi tập thể. Đối với cá nhân thì phải có, đầu tiên phải có sự đam mê và phải sự nỗ lực, vì bóng đá nó là cả một hành trình chứ không phải là một trong vòng 1 năm, 2 năm, nó là một cả một hành trình rất dài. Để cầu thủ muốn trở thành cầu thủ tốt thì mình phải trao dồi rất là nhiều, để bản thân mình luôn luôn thiếu. Rõ ràng thì để mà nói thì nó rất là vô cùng, nhưng mà em đang hài lòng với những gì mình đang có.
Bóng đá nó đã thay đổi cuộc đời em rất là nhiều và mang lại cho em quá nhiều thứ về tình cảm của bạn bè, anh em, người hâm mộ và kể cả cải thiện cuộc sống của mình và gia đình rất là nhiều. Một sự nghiệp thành công, một gia đình trọn vẹn. Ở tuổi 32, Thành Lương đang có những kế hoạch cho riêng mình. Rõ ràng thì bản thân em rất là, em chắc chắn là em sẽ gắn bó với bóng đá và hiện tại thì em cũng đã chuẩn bị cái hành trang cho mình, nhưng mà em đã theo học các cái lớp khóa học của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và nếu bản thân rất thích thú khi được sau này mà mình giải nghệ thì được làm công tác đào tạo trẻ để truyền lại cái tình yêu và một chút kinh nghiệm gì đấy cho các cầu thủ trẻ.